Cái này bạn ấy bị mụn ẩn đấy. Mụn ẩn là nhiều, với cả là làm thế nào để mà cái tóc của bạn có thể gọn lên như thế này để hở cái này này. Cặp lên thôi. Cặp lên được không? Cặp lên nhé, cặp lên thì nó sẽ đỡ hơn cháu ạ. Còn nếu mà cháu để cái này, tại vì tóc của cháu nó là keratin ấy, cháu đi di chuyển gió chứ nó sẽ trà sát này, nên của cháu nó sẽ bị thâm và vi khuẩn nó sẽ lan rộng ở vùng này, nên nó cứ lên nhiều hơn chị ạ. Đi học thì để vuốt lên. Đấy, tức là mình hoặc phải là đi hở. Học để chấp nhận xong về nhà là phải buộc lên đúng không? Không, mình có thể để hở được mà. Tắt. Cố gắng đừng để nó bị vướng vào. Cái hay này là thì vuốt vuốt keo vậy con ạ, vuốt lấy cái sáp của anh sơ lên xong rồi vuốt lên vậy. Vuốt lên hoặc là mình có cái gì đó mình làm cho nó gọn lên một chút, và cháu có thể để nó lách sang bên ấy một thời gian chẳng hạn thế nhé. Còn cái này thì mình điều trị thôi chị, thứ nhất là mình hút tắc nghẽn, thứ hai là mình xử lý cái nhân, thứ ba là em kê đơn. Cháu bị nặng lại mới làm được rồi, mới lên thứ tư vừa rồi, cho nên ra là thứ tư vừa rồi mới thực hiện đúng không? Không, hôm thứ sáu tuần trước làm rồi, hôm thứ tư vừa rồi lại làm. Ok, nó sẽ đỡ dần dần, nó kháng hơn một chút rồi nhỉ, yeah, đúng không nhỉ? Khám cháu bị hết thuốc bôi với thuốc xịt rồi. Bôi thuốc xịt còn không? Hết rồi đúng không? Ra có khám để ok, cố gắng nhanh chóng để cho nó trở về bình thường. Nói chung nặng cái này thôi nhưng mà cũng nhanh thôi mà nhé, chịu khó dùng thuốc các thứ nhá. Em cũng phải để cách rồi em mới làm, không dám làm liên tục. Được. Thì hôm nay em cứ làm chị thâm đi, nhé em nhé. Chị có rồi nhưng nó lại bị. Nó bị mụn nhiều đúng không? Dạ vâng. Bên này cả hai bên đều mụn rất là nhiều. Dạ. Thực ra em là mụn ẩn với mụn viêm. Dạ. Cái này chị nó phải đúng lắm. Một là hôm nay mình phải làm tắc nghẽn, thứ hai là xử lý nhân mụn nhé. Thứ ba là anh kê đơn cho em. Hy vọng là trong khoảng một tháng, hơn tháng của em nó phải khỏi khoảng 80-90% nhé. Đây được bao lâu rồi? Được khoảng từ hôm Tết là hôm 28 Tết. Đây hả? Cái sẹo em nó đang bị lồi. Và phía trên đều lồi, đây cũng lồi, đây cũng lồi em ạ. Cái này thì mình có thể là nó bằng nhiều phương pháp. Có thể dùng laser lạnh này, dùng tiêm các sản phẩm này, tia xạ này, hoặc là dùng công nghệ laser. Ở đây thì anh dùng công nghệ laser để là phẳng cái này. Thông thường là điều trị thì nó phẳng được khoảng từ 85-95% phần đồng như thế. Nhưng mà mình làm một liệu trình và 2 tuần mình làm một lần. Còn anh gọi nó là u tuyến mồ hôi, tức là nó bị rối loạn của tuyến. Phía trên của em có một vài nốt này, còn hai bên đều khó. Cái này thì rất là bôi thuốc không có hiệu quả. Vâng, bôi chắc chắn là không có hiệu quả. Cái này thì có thể dùng công nghệ laser để mình xử lý các tuyến này đi thôi. Vâng. Thông thường là có thể xử lý mất 1-2 lần gì ạ, thì vâng, nó sẽ ổn. Vâng. Thế bây giờ em hỏi là như vậy có để thành sẹo hay là như nào? Thông thường là những nốt to này có nguy cơ này, nốt này này, nốt to tuyến này, rất lớn này. Những nốt nhỏ thì thường là ít nguy cơ không ạ, bởi vì mình cứ đốt cái tổn thương đi mà. À. Nhưng mà thường là màu sắc loại là sáng, bình thường. Vâng, cái không lộ lắm được. Nói chung là điều trị nó cũng bình thường. Nhưng mà sau này để không bị lại thì em phải dùng được kem chống nắng nó đủ dưỡng. À. Thì sau này em mới ít bị lại, còn nếu không thì nó dễ bị lại. Kem chống nắng rồi cơ? Kem chống nắng. Vâng. Khi đốt xong đầu tiên nó thành một cái nốt hơi thâm thâm ở vâng, đấy. Đúng rồi. Và nó mất thời gian để nó về bình thường. Có thể một tuần, có thể thời gian dài hơn. À thế vâng. Để tránh mà nó bị là thâm lâu thì em nên tránh nắng mặt trời. Yeah. Vâng. Bây giờ nó đang là một sẹo sau tai. Sẹo khá là to. Cái điều trị sẹo này, sẹo lồi này, mình làm phẳng người ta có nhiều phương pháp lắm. Một là có thể là người ta dùng tia xạ để chiếu vào này, người ta có thể dùng áp nitơ lạnh, người ta có thể dùng các sản phẩm để tiêm, người ta có thể dùng công nghệ cao như là laser. Ở đây thì mình chỉ dùng công nghệ laser để mình điều trị thôi. Đấy là theo quan điểm của mình nghĩ là laser là điều trị tốt nhất. Thì điều trị laser thì thường là nó sẽ có mấy tác dụng. Một là nó sẽ làm phẳng được cái sẹo, thông thường là từ khoảng từ 80 đến khoảng 95% sẽ sẹp xuống như da bình thường. Được không? Mình bằng phẳng xong mới bề mặt được khoảng 80-95%. Dạ. Còn sẹo thì nó vẫn là sẹo chứ nó không biến thành da được. Mình hiểu ý mình nhỉ? Dạ, ý em hiểu. Đấy, và thường là mình phải làm thêm một liệu trình khoảng 2 tuần mình làm một lần nhỉ. Bây giờ em thấy nó xấu à? Nếu mà là anh nhá. Thì anh nghĩ rằng là em cũng chẳng cần điều trị. Bởi vì nó đẹp như này rồi mà. Em mà muốn điều trị anh vẫn điều trị được, tức là anh sẽ làm nó nhỏ hơn lại được một chút, ví dụ được khoảng 50%. Được rồi. Bởi vì nhìn nó cũng đâu có gọi là lộ lắm đâu. Vâng. Nếu như là tại vì hôm em đi đường em nghe thấy đúng rồi. Thì thôi em tại vì em ấy quá, em muốn nó toàn vẹn quá chứ, thì anh thấy nó như một nếp gấp môi. Vâng. Nếp gấp môi này, nếp khía của môi này, vâng, nó không tệ lắm. Em muốn thì anh điều trị cho em thôi. Nhưng mà thường điều trị cái này thì nó sẽ đỡ được khoảng, theo anh được khoảng 50-60%. Được rồi. Được. Thế cũng được. Kiểu kiểu như thế. Vâng, vâng. Đấy, và 2 tuần điều trị một lần. Được rồi. Nhá em nhá. Cái này người ta gọi là u mềm lây chị ạ, tức là nó là do nguyên nhân là virus. Còn virus nó tên là Mongozeta virus. Cái này nó hay xuất hiện ở những đứa trẻ mà nó nhỏ tuổi như này này, tức là hệ thống miễn dịch của nó chưa trưởng thành thì nó sẽ bị hay bị cái này.
và nó hay có những cái dịch nhỏ ở những cái nhóm các trẻ mà chơi với nhau, ví dụ như là các bé cùng trong một nhà, các bé trong cùng một cái nhóm chơi đấy, hoặc là các bé trong cùng một lớp đấy. Cái này thì thứ nhất là để nguyên, nó sẽ không tự khỏi mà nó cứ lan ra, nó ra rất là nhiều đấy. Và cái này thì mình sẽ phải dùng cái phương pháp là mình sử dụng cái gọi là của mình đây là đi đó. Thông thường là mình có thể xử lý một hoặc hai lần gì đó và nó hết thôi nhé. Về nhà thì mình phải xem các bé xung quanh chơi nó có áp bị không thì mình bảo bố mẹ nó đi đi điều trị đi, còn nếu không con mình khỏi nó quay lại mà chơi chúng nó lại bị dại. Thế thì phải đến lớp, chắc ở lớp kệ nó. Đây là anh nhỉ? Vâng, anh ạ. Ừ. Tức là ngại xuống không em kệ nó. Đây là em viện bác sĩ không khâu hay là người. Vâng. Thực ra cái lồi này nó có hai nguyên nhân, một là trên một cái nền cơ địa cung này nó dễ bị lồi, thứ hai là cái sẹo nó nằm ở vùng vận động. Còn nhiều người đã bị vết thương lớn lắm nó chả lồi đâu. Yeah. Chứ không phải do khâu mà không lồi đâu. Khâu nó chỉ là kích thước nó nhỏ lại thôi, sẹo nó bé lại thôi. Đấy. Đấy. Hiện tại bây giờ thì anh nhìn thấy các động tác của em thường là những động tác kéo giãn cái sẹo như động. Đấy, động tác đấy sẽ làm sẹo em to lên. Bây giờ thứ vì cái sẹo là càng sờ vào càng vận động càng to. Là sẹo này có nhiều phương pháp ạ. Người ta có thể dùng cái nitơ lạnh, người ta xịt lạnh vào này ở 196 độ. Hai, người ta có thể dùng sản phẩm tiêm. Ba, người ta có thể dùng cái tia xạ như chiếu trong ung thư. Bốn, người ta có thể dùng công nghệ cao. Như đây thì anh dùng công nghệ cao là dùng công nghệ laser để là đi đấy. Cái đấy thì thứ nhất là nó sẽ làm phẳng được cái sẹo này khoảng từ 85-95%, tầm như thế. Mình phải làm một liệu trình khoảng 2 tuần để làm một lần đấy. Làm xong thì thông thường là về đi làm bình thường không vấn đề gì cả, không phải nghỉ dưỡng. Đấy em nhé. Tai nạn của em là trong bao mấy năm rồi nhỉ em nhỉ? Dạ. Mấy năm rồi? Vừa em mới ạ. Bao nhiêu lâu? Được tầm khoảng 4-5, 5-6 tháng ấy. Vâng. Đấy, về nhà mình phải hạn chế cái cử động môi có mạnh nha em nhé. Dạ vâng. Thời gian của em bị nặng lắm em ạ. Tâm bổ trình cao em đã chi chít từ dưới da. Em có dùng thuốc gì tự mua hoặc là không tìm hiểu đâu để em về em bôi vào? Em cứ để vậy thôi xong rồi. Nên là không điều trị. Không điều trị thì mụn nó cứ mọc chít chít mặt em này này, đúng không nhỉ? Vấn đề xem nào. Cũng thế. Nó dày như bánh đa kê. Đấy, xong rồi nó để lại sẹo và vết thâm rất là nhiều. Bây giờ dưới da em toàn là mụn ẩn, mụn viêm thôi nhá. Nhiều lắm. Bây giờ thứ nhất là đối với cả là dưới da của em như thế này thì mình phải làm một hút tắc nghẽn để nó giảm lên cái mụn ẩn. Thứ hai là mình phải xử lý nhâm mụn bằng công nghệ laser. Đấy, để mụn nhâm đỡ dần dần. Thứ ba là anh phải cho em thuốc. Khi cho thuốc vào rồi thì dưới da này của em nó sẽ phục hồi nhanh thôi nhá. Nếu mà đáp ứng tốt thì theo quan điểm của anh là khoảng tầm độ tháng, khoảng tầm độ hơn một tháng thì da của em nó phải đỡ được khoảng 80-90% rồi. Đó, về nhà hạn chế ăn đồ cái nóng dầu mỡ, không được sờ tay lên mặt, không thức khuya, không kệ nặng, mới là phải dùng thuốc theo đơn nha. Bé hẳn đi rồi, còn một tí ở chỗ này thôi. Vâng. Chút nốt của chị ngày xưa nó to đùng ở đây không? Không, ở đây trước nó cũng vậy, xong rồi dần dần nó loang ra. Thế giờ không nợ tẩy nữa. Không, ý là lúc ấy chị tẩy là lúc ấy nốt nó cũng lớn mà đúng không? Vâng vâng. Nó to chứ. Chứ không phải tẩy xong nó mới loang ra đâu. Không, trước là nó cũng trước khi đẩy là nó bắt đầu dần dần nó cứ to ra. Thế cuối cùng tôi mới bảo nó xấu quá tôi mới tẩy. À, nó đi tẩy, đúng rồi, ok. Yeah. Thôi nhà của anh ổn rồi ạ. Cái này coi như là khỏi. Vâng. Nhà anh nhá, coi như là ổn, đẹp tuyệt vời luôn. Vâng. Mỹ mãn luôn. Nhà anh nhá, ổn nhá. Vâng. Giọt anh ạ. Vâng. Rõ luôn này. Từng giọt một. Anh ạ. Đấy. Cái này phải nến là một cái bệnh lý mà anh phải gọi là hạn chế bia rượu thuốc lá rồi bị stress rồi các thứ đấy. Anh phải hạn chế rất kỹ. Với cả người phải nến là phải điều trị và dự phòng thường xuyên đấy. Anh kéo bụng cho em xem. Này quá rõ rồi. Chốt này lúc em bị ngã này. Xong mình ngã xong rồi nó lại bị như này luôn này. Nó xuất hiện sau một đây này, ngã đây này. Đấy. Cái này thì em ngã xước mà xong rồi nó bị như này luôn. Phải nến nhanh ạ. Nhá. Nó là phải nến rất rõ luôn. À. Nhá anh nhá. Ok. Khá lâu đúng không? Vâng. Em có điều trị gì không? Em đi ra niệm đi spa các kiểu rồi đó. Rồi nếu xong spa kiểu có đỡ không? Lúc mới đầu dùng thuốc thì đỡ nhưng mà dùng nhiều nó bị nhờn thuốc thì xong nó lại không dùng đấy nữa. Anh thấy cái này của em thì thứ nhất là da rất là dầu và lỗ chân lông giãn, có nhiều mụn ẩn đằng trên mặt của em và bụng viêm rất nhiều. Cái này của em anh nghĩ rằng em đã bị nhiều đợt mà đỡ xong rồi nó lại bị đỡ lại bị đúng không? Thế là da của em nó thô, những cái lỗ chân lông to, nhiều mụn và nhiều sẹo. Cái này xem. Thế mà anh là cái mụn của em này mình hoàn toàn có thể điều trị và kiểm soát được, nhưng chúng ta cũng không kiểm soát được. Và sau khi mà điều trị khỏi rồi em phải có một chế độ chăm sóc tốt để sau này em ít bị, hoặc là mình có thể kiểm soát được mức độ là nó hài hòa, em hiểu không?
trông để này thì sẽ rất là chán, đúng không nhỉ? Đấy. Một lòng này mình sẽ làm một khúc tắc nghẽn để nó đỡ lên mụn ẩn. Thứ hai là xử lý những mụn bằng laser nha em nhé. Và thứ ba là anh kê đơn cho em. Mục tiêu theo anh là sau khoảng 1 tháng đến khoảng 1.5 tháng thì của em nó phải khỏi khoảng 80-90% em ạ. Nha. Bị lâu là từ lúc. Nhưng mà bây giờ thì em đang dùng cái gì trên mặt? Em chỉ dùng sữa rửa mặt. Còn cái kem bôi thì là cái kem để cô mà. Em thấy dao em nhiều mụn lắm mà, chít chít luôn ấy. Trên chỗ này gần tóc của em cũng rất là nhiều, em bảo nhỉ. Đấy, cái mụn của em này là nó gọi là mụn trứng cá nha em nhé. Tuổi dậy thì đấy, với cả bây giờ nó vẫn còn bị, tức là mụn trứng cá ở lứa tuổi này rồi thì là nó kèm theo cả cái vấn đề là do cái da em chăm sóc nó không tốt, mà sử dụng sản phẩm nó không đúng, đúng nhỉ. Cái này thứ nhất là về nhà em phải hạn chế ăn đồ gây nóng và dầu mỡ, không sờ tay lên mặt, không cậy nặng. Thứ hai nữa là mình sẽ điều trị. Điều trị thì mình làm gì? Thứ nhất là mình sẽ cho vào một hút cái tắc nghẽn này, nó đỡ lên cái tắc nghẽn, đỡ lên mụn ẩn. Thứ hai là mình xử lý nhân mụn bằng công nghệ laser và mình sẽ cho em thuốc. Thông thường mục tiêu của mình là sau khoảng 1 tháng đến khoảng hơn 1 tháng thì mụn của nó phải đỡ được khoảng 80-90%. Về nhà em đừng sờ tay lên mặt này nhé. Nhìn mặt của em nó nhiều mụn lắm, chít chít luôn. Nhá em nhé, biết là thâm nhiều nữa. Sau này nếu mà xử lý thâm có thể sử dụng công nghệ laser xử lý nhé. Một tuần sau thì em khám lại nhé. Trước em hay sử dụng sữa rửa mặt. Tại vì anh thấy nhá, thứ nhất là em lên nhiều mụn ẩn lắm. Rất nhiều mụn ẩn, em nhìn vào gương này. Vâng. Nhiều mụn ẩn ở cái vùng này này. Thứ hai là bên này cũng thế. Mụn ẩn của em trải dài toàn bộ vùng mặt từ xuống tận đây cơ. Đấy, rất là nhiều. Và chắc mụn của em có những đợt nó đỡ xong lại bị. Vâng. Nên là em có nhiều sẹo ở các lứa tuổi khác nhau. Da thì tương đối là thâm, đúng không nhỉ? Và nó không được mịn màng lắm. Đấy, da em nó tối màu, đúng không? Vâng. Nhất là cái này em phải điều trị cho nó đúng. Một là hôm nay mình sẽ làm một hút tắc nghẽn để nó đỡ lên mụn ẩn này. Hai là mình xử lý nhân mụn bằng công nghệ laser. Ba lại sẽ kê đơn cho em. Mục tiêu của mình là sau khoảng 1 tháng thì trứng cá em nó đỡ được khoảng 80-90%. Theo anh là như thế. Về nhà em hạn chế ăn đồ cái nóng và dầu mỡ nhé. Thứ hai nữa là em không nên thức khuya và hay thử tay lên mặt là nên hạn chế. Đúng không nhỉ? Đấy, và một tuần sau thì khám lại nhé. Nó mới một lần thấy là nó về hiệu quả, nó có hiệu quả. Có áp 3 cái này, 1 2, 3. Thì cái này gần như là coi như là hết nhá. Cái vị trí mà áp đây này là nó làm cho cái vết sẹo nó trắng nha. Coi như cái chỗ này nó không phát triển được nữa này. Thế nhưng mà đây này, cái chỗ này và vùng này và cái này nó phát triển mạnh lên này. Cái sẹo này của em thì thứ nhất là anh đang thấy là nó vẫn đang phát triển, nó đang phát triển rất mạnh. Lồi, chỗ này vẫn lồi em ạ. Đúng, này thì lồi nhiều hơn này. Và đang phát triển đằng chân, nó đang bò lên. Đúng, chân bò ra. Đúng rồi. Em làm công việc gì? Có hay vận động vùng ngực mạnh không? Không có lao động chân tay. Thế về nhà thứ nhất là em không nên sờ vào sẹo nhé. Em hạn chế sờ. Cái này thì em biết nhưng mà không, bởi vì thì nó rất là ngứa. Nó kích thích. Mà càng gãi thì nó càng lại càng phát triển. Vì thế em hạn chế sờ cho anh thôi. Đúng nhà rồi. Là một, thứ hai là em đừng tập các động tác mà kéo giãn ngực. Kéo giãn ngực thì em hay chơi bóng bàn. Đó, đấy là một, anh hỏi. Đúng nhỉ? Bóng bàn là em chơi. Bởi vì như thế thì nó sẽ phát triển. Đấy là chắc chắn. Thứ hai nữa là cái sẹo này của em thì có nhiều phương pháp điều trị chứ không phải một. Áp dưỡng lạnh là một phương pháp. Ngoài ra người ta còn có là chiếu tia xạ này, cần có tiêm các sản phẩm đấy, để điều trị sẹo, còn có sử dụng công nghệ cao laser, em hiểu không? Đấy, ở đây thì anh chỉ dùng công nghệ laser để anh xử lý cái sẹo của em thôi. Đấy. Laser thì thường là mình điều trị 2 tuần thì mình điều trị một lần. Và phải có một phác đồ thì thông thường nó sẽ bằng phẳng được khoảng từ khoảng tầm 80% đến khoảng 95% nhá, em nhé.